Xin chào tất cả các bác. Kênh xe đạp bên em hôm nay có hai đơn. Một đơn đi đi Vĩnh Long. À, một đơn đi Long An, một đơn đi đi Hồ Chí Minh. Đơn này là đơn Midline Touring 7.3. Đơn này là đơn đua carbon trần giá 10.8. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Touring Midline và đua các con trần